Hello, xin chào tất cả các anh em. Thì trước mắt anh em đó là một bộ micro rất là chất anh em nhá. LX BS800. Thì với bộ micro này thì hôm nay em sẽ bóc hộp và test cho một bác khách ở Hà Tĩnh. Thì bác ở Xuân Lĩnh, Nghi Xuân, Hà Tĩnh anh em nhá. Bác là bác Nguyễn Văn Hà. Đây bác Hà, bác cũng đã chuyển cọc trước cho bên em đó là 100.000 đồng rồi. Đây. Bác có cọc rồi anh em nhá. Và hôm nay em sẽ bóc hộp và sẽ gửi cho bác bộ micro LX-BS800 này. Thì với bộ này thì như anh em cũng đã biết khá nhiều trên YouTube, bên em đã giới thiệu và đã quảng bá tới tất cả anh em rồi. Và đây là cái hộp của nó. Thì ở đây anh em cũng có thể nhìn thấy bên ngoài đây. Đây là một cái tay mic và một cái đầu thu đây. Anh em có thể nhìn thấy ngay từ bên ngoài rồi đúng không ạ? Và đều là hàng mới bóc hộp hết anh em nhá. Đều là hàng mới bóc hộp hết. Đây. Trong hộp của nó thì lưu ý với anh em là cái anten của nó sẽ ở bên rìa anh em nhé. Nhiều anh em cứ hỏi là anten của nó không có. À, thì anh em để ý cho em, nó nằm ở bên rìa bên tay trái này. Đây, một cái khe nhỏ đây là cái anten anh em nhé. Hai đôi pin để anh em có thể test mic. Đây, pin này anh em sử dụng hết là anh em bỏ nhé. Pin này là pin test mic thôi, hết anh em bỏ cho em. Phụ kiện của nó thì cũng có hai cái tai để anh em có thể bắt vào tủ kỹ thuật này. Hai cái chống lăn này, jack 6 ly này, adapter sạc anh em nhé. Adapter này nguồn 220 và nguồn ra là 12V, rõ ràng chi tiết ở đây. Đấy, và ok, đi vào với nhân vật chính, đó là cái tay mic và cái đầu thu. Với bộ này thì sẽ là nguyên thùng nguyên hộp hết anh em nhé. Và đây em sẽ bóc hộp và test trực tiếp cho bác. Đây là cái tay mic của bộ micro LX-BS800. Anh em nhìn thấy một cái thiết kế rất đẹp đúng không ạ? Cầm cái tay mic này nó cũng khá là đầm tay luôn anh em nhé, khá là làm tay luôn. Đây, nhìn rất là ok, bóng bẩy trau chuốt đúng không anh em. Đây, anh em có thể nhìn thấy rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, lưới acoustic và cái đầu thu của nó em cũng sẽ tháo và sẽ đây cái đầu thu của nó đây, anh em có thể nhìn thấy lưới acoustic BS800. Đấy, các phím chức năng anh em có thể nghe thấy độ lẩy độ đàn hồi rất tốt luôn anh em nhé. Đấy, rất tốt luôn, rất là ok luôn, hàng mới nguyên siêu nguyên hộp hết. Và đằng sau của nó thì sẽ có hai anten, hai cái rắc ra bằng canon cho từng cổng từng kênh một. Và tiếp theo đó là rắc 6 ly đường đi chung anh em nhé, AB đi chung. Ok, và bây giờ em sẽ cho lên và em sẽ test với bộ micro này để cho anh em cùng thấy. Em sẽ test đầy đủ các chức năng, các chế độ của này. Con này thì có cảm biến gia tốc, cảm biến tự ngắt, rồi có gió trong sạch, đầy đủ hết anh em nhé. Và anh em đợi chút, em sẽ cho lên và sẽ test bộ micro này để gửi cho bác. Và sau khi em đã ghép lối lên rồi anh em nhé, anh em yên tâm là bên này em cũng có một bộ nữa là em chuyên test cho anh em. Và đây là bộ em vừa cho lên và sẽ test hàng gửi bác. Đầu tiên là sẽ bật nguồn anh em nhé. Anh em thì nhìn thấy nó chạy rất đẹp đúng không ạ? Đây, sẽ tắt đi và bật lại cho anh em cùng nhìn thấy. Rất đẹp luôn nhé, khi cái màn hình này nó bật lên. Đấy, anh em giữ luôn nguồn để nó khởi động. Đây, anh em nhìn thấy UHDF nó chạy. Đấy, rất ok đúng không ạ? Và tiếp theo em sẽ thử cái chất âm của nó để anh em cùng nghe. Sẽ bật nguồn lên tay mic anh em nhá. Và alo thử tiếng mic cho anh em nghe. 1 2. 1 2. Tiếng mic trong rất là hay đúng không anh em? Và vẫn có độ sáng, anh em thể nhìn thấy tiếng gì xẹt đây. 1 2. 3 4 5 6 7 8 9. Đấy, anh em thể nhìn thấy. Ở đây thì em kết hợp với vang lưới 8 đầy 7409 loa Tannoy TKT 122 anh em nhé. 6 7 1 2. Với cái bộ micro này em sẽ test đầy đủ các chức năng để cho anh em cùng tham khảo. Đây là nó sẽ để cho chế độ tự ngắt, sẽ có chế độ ngủ anh em nhé. Đây, anh em thấy có thể nhìn thấy nó có hiển thị một cái mặt trăng ở đây là nó hiển thị ngủ thôi. Anh em đấy, khi động vào thì nó mới sáng màn hình và nó mới hoạt động anh em nhé. Và tiếp theo sẽ sang tay mic thứ hai. Đây, sẽ sang tay mic thứ hai anh em nhé. Và sẽ test cái chất âm luôn cho anh em cùng nghe. 1 2 1 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Hát tiếng mic dày và rất là ấm. Với tiếng mic dày này thì khi anh em để hơi xa miệng một chút thì nó vẫn rất là bắt anh em nhé. Vẫn rất là bắt tiếng mic của mình. Và độ trầm của nó vẫn rất là tốt để anh em có thể hát. Nhiều mic thì anh em cho xa cái mic ra khỏi miệng thì nó sẽ rất là thanh tiếng và tiếng nó mic rất là mỏng.
Nhưng với bộ mic dày tiếng như thế này thì anh em bỏ xa ra khỏi miệng thì nó vẫn giữ được cái độ trầm rất là tốt. 1, 2. Về cái chất âm của nó thì em đã thử cho anh em xem rồi đấy. Có video em test thử cho anh em xem cái chất âm của nó. Nó rất hát, rất là bắt mic luôn anh em nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đấy, rất là hay và rất là ok. Và sẽ đây, test cái chế độ ngủ của nó để cho anh em cũng thấy đây. Đây, con bên này nó đang có chế độ ngủ đây. Đây, nó hơi bị bóng mờ đây đây. Đây anh em nhìn thấy chưa? Chế độ ngủ đây. Và tiếp theo con này nó có chế độ ngủ đây. Đấy, chế độ ngủ anh em nhé. Và có cảm biến gia tốc đầy đủ anh em nhé. Anh em phải nhìn thấy đây. Sẽ test chế độ gia tốc cho anh em. Vẫn lên tiếng nhá. Đây, vẫn lên tiếng này. Đấy, chế độ cảm biến gia tốc luôn anh em nhé. Đấy, gia tốc thì khi anh em để rơi thì nó sẽ không phát ra tiếng trên loa. Đấy, ok chưa? Nó sẽ hiển thị chế độ ngủ. Đây. Đấy, đây là chế độ ngủ của nó đây. Đây, anh em nhìn nhá. Rất là ok. Ok chưa? Đấy, đây là cái cảm biến gia tốc của nó anh em nhé. Nhờ anh em kêu là cảm biến gia tốc sao anh thử nó không hoạt động. Anh em toàn vất như này thì làm sao nó kêu được. Đây. Toàn vất như này thì làm sao mà nó chẳng kêu. Đúng không ạ? Cảm biến gia tốc nó phải có độ rơi và có gia tốc của nó. Đây. Anh em thấy chưa? Nó làm gì có rơi đâu. Đấy, rất ok luôn. Đấy, với bộ micro BS800 này. Giá hiện tại của bộ micro này là 3.600.000 đồng anh em nhé. Thì với bộ micro này thì không phải test nhiều, test lên tiếng, test các chế độ cảm biến của nó thôi là ok. Và bây giờ sẽ đóng hàng và sẽ gửi cho bác bộ micro này anh em nhé. Test đầy đủ hết cho anh em xem rồi. Thì anh em có nhu cầu mua hàng thì nhớ liên hệ với em qua số điện bên dưới. Xem video thì nhớ cho một like, một đăng ký kênh để xem các video mới nhất anh em nhé. 3.600.000 đồng cho một bộ mic rất là chất này để anh em cùng tham khảo. Chào tất cả anh em và hẹn anh em các clip lần sau.